Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách bơm ga quẹt bít các bạn. Cái này là cách của mình nha. Cách mình cảm thấy nó làm nó nhanh, gọn lẹ là mình làm thôi. Nếu các bạn thấy cách của mình nó hiệu quả thì các bạn làm theo cách của mình. Cái này là làm đơn giản thôi các bạn. Đây, một quả bít rồi. Ai đã từng xài một quả bít thì chắc có lẽ là các bạn sẽ không muốn bỏ đi cái hàng quẹt này khi mà nó vẫn còn ngon vậy các bạn ha. Cho nên hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách bơm nọc ga cho nó nha. Bơm ga các bạn. Các bạn dùng là nạp ga gì cũng được. Dụng cụ chúng ta cần là một cái bình ga các bạn. Đây. Ga mini các bạn. Chúng ta lại dùng cái bình ga mini chúng ta bơm. Cái này mình chế cái đầu này để bơm các bạn. Cái xin nhỏ các bạn. Ở dưới đây mình cắt một cái ống canh ở dưới đây để cho nó không có tụt cái xin này xuống. Nhưng mà nó vẫn còn cái khoảng để mình nhấn xuống để cho nó ra ga các bạn. Cái kìm thôi, cái kìm mỏ nhọn ha, kìm nhỏ. Rồi một cái khúc dây kẽm thôi. Dây kẽm nhỏ thôi, nhỏ bằng cái lớn hơn cái lỗ ở dưới cái đít của cái hộp quẹt này các bạn. Lớn hơn cái lỗ ở dưới đít này, quẹt nó có cái lỗ nhỏ tròn các bạn thấy không? Làm sao các bạn chọn cục dây kẽm mà nó lớn hơn một tí xíu là được. Đây. Bây giờ chúng ta tiến hành bơm nha các bạn. Nếu các bạn muốn bơm cho nó nhanh hơn á thì các bạn cần một cái đá các bạn. Chúng ta để cái quẹt vô cho nó lạnh thì chúng ta bơm nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ đầy hiệu quả hơn. Ở đây mình không có chuẩn bị đá để bơm cho nó ấy, mình bơm đủ xài ha, mình có thể mình bơm tiếp. Đây các bạn nhìn thấy ở cái đít cái hộp quẹt này các bạn, ở trong cái đít cái hộp quẹt này là các bạn, nó có một cái viên bi rất là nhỏ ha. Đây, các bạn thấy có, nó ở trong nó có viên bi, máy chắc không thể nào bắt được tới trong này đâu các bạn. Nhưng mà khi các bạn nhìn bằng mắt thường các bạn sẽ thấy ở trong đây nó có một cái viên bi nhỏ ở trong bên đây. Bây giờ chúng ta dùng cọng kẽm này ha. Đây các bạn, chúng ta chọt vào đây cái lỗ này, chúng ta lấy cái kìm này chúng ta đè xuống. Mình ấy từ từ thôi để con dây kẽm nó không có bị cong nha các bạn. Chúng ta chọt, chúng ta kéo nó xuống cho cái ta chọc cái viên bi vào trong luôn rồi. Đấy, viên bi nó rớt vào trong rồi các bạn. Này các bạn nghe tiếng nè, lắc là nghe tiếng này. Cái viên bi rớt vào trong luôn. Sau đó thì chúng ta nhóm nó ngược trở ra ha, nhóm cục kẽm này ngược ra. Đấy. Nhưng mà chúng ta không cần phải rút ra luôn ha, chúng ta nhóm ra làm sao mà cái hơi trong đó nó còn lại nó xì ra là được. Tại ở đây nó có một cái vách ngăn này các bạn, nó còn hai cái khe hai bên ha. Nó còn hai khe hai bên này có thể vào ra được. Cho nên chúng ta cứ để nguyên vậy đi. Chúng ta chọc cái này vào, chúng ta để giữ nguyên vậy để một chút chúng ta bơm xong chúng ta đẩy xuống luôn cho nó dễ. Ta để tạm nó. Chúng ta cứ để tạm nó như thế này. Chúng ta để tạm nó vào một tí xíu như vậy nè. Đó. Tí nữa chúng ta bơm xong rồi chúng ta đẩy nó xuống nó rất là nhanh. Nó không bị xì ga ra ha các bạn. Rồi chúng ta cắt ngang đi, không cần cắt sát các bạn. Chúng ta cắt chừa lên một khúc để tí chúng ta đẩy nó xuống. Sau đó thì chúng ta muốn cắt ngang thì nhiều thì chúng ta cắt ha. À, để về thì chút chúng ta đẩy xuống nó nhanh hơn. Tại khi chúng ta đây các bạn, đây. Khi chúng ta bơm thì chúng ta để cái này nó lọt, cọng kẽm nó lọt vào đây luôn thì chúng ta tiến hành bơm các bạn. Các bạn cứ bơm bình thường thôi,
chúng ta bơm nhớ dốc cái bình ga xuống nha các bạn, vì ga nó là đấy. Các bạn lấy cái kìm của bạn gõ xuống ha, chúng ta gõ gõ cái cồng kềnh nó vô cho nó bít lại. Đó, chúng ta đẩy xuống nè, ta lại dùng cái kìm chúng ta đẩy nó vô vào, nó xì ra một miếng không ăn sao nữa rồi. Đây, trong đây đã có được nửa ga các bạn, thì chúng ta không có ướp lạnh với lại mình bơm nhanh quá. Các bạn nhìn thấy nó có ga rồi không? Bây giờ mình nhóm nó ra lại, mình bơm cho nó đầy luôn các bạn. Nó không lạnh nên bơm đầy rất khó mà. Chúng ta bơm tương đối thôi là được rồi, không cần phải bơm đầy ha. Chúng ta không cần phải bơm đầy, chúng ta bơm đủ hơi xài rồi chúng ta bơm tiếp. Cho bạn nhấn nó vào, nhấn cũng như kẽm nó vào vậy ha. Cái này là đầy rồi nè các bạn. Đây, đầy rồi các bạn, đầy ha. Nói chung đầy thì cũng đầy tương đối các bạn, chứ không thể nào mà đầy 100% được, tại vì nhà sản xuất người ta cũng không thể nào bơm đầy 100% cho mình được các bạn. Nên cái này là này, đây cái độ nghiêng này mình nhìn thấy nè, bạn nhìn đấy. Nó mờ lắm, nhìn mắt thường thì thấy nó dễ, chứ mà quay bằng điện thoại các bạn chứ nhìn nó cũng không có thấy rõ được đâu các bạn, không thấy rõ 100% được đâu. Này đầy khoảng 85% các bạn ha. Vậy là xài ok các bạn. Giờ nếu các bạn thích á thì các bạn đẩy nó vào cái này vào luôn, còn không thì các bạn bẻ nó qua một bên, mai mốt các bạn rút ra lại các bạn bơm tiếp ha. Theo mình là mình nên bẻ qua một bên đi ha, rồi cái mốt mình rút ra mình bơm tiếp, vậy thì nó sẽ rất là tiện các bạn. Bẻ qua một bên xong rồi mình bỏ túi, nó cũng không có vướng gì đâu nha các bạn. Đây bạn đẩy các bạn, ngon lành. Các bạn bẻ nó hoàn bên tí, xong rồi các bạn làm xin cho nó liền tí, còn không mình cứ đẩy nó vô đi, mốt mình đẩy cộng khác vô cũng được các bạn ha. Mình đẩy sát nó vô luôn, mốt mình đẩy thêm cộng dây kẽm khác vô cũng được, không sao cả. Nó có rớt ở trong đó cộng dây kẽm, khúc dây kẽm không sao hết, vẫn xài bình thường, nó không có nghẹt ga nó không có nghẹt đâu, sợ nha. Cái này là cái hộp quẹt bít, bây giờ là nó không có cái chỉnh ga các bạn, nên chúng ta không thể nào mà bơm ở đầu bơm xuống được ha. Chúng ta không thể nào bơm vô ở cái đầu này được, bơm ở cái đầu này không được, bơm được rồi, cho nên chúng ta bơm bằng cái đít này, mà chúng ta phải thông đít nó các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình, các bạn thấy hay thì các bạn cứ làm theo cách của mình ha. Các bạn có thể cho mình xin một like ha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.